Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay bên em xin chia sẻ về sản phẩm thuốc trừ bệnh trên cây trồng Ridomingol. Ridomingol là một trong những sản phẩm thuốc trừ bệnh hiệu quả trên thị trường hiện nay, với thành phần gồm hai hoạt chất là Metalaxim 40g trên ký và Mancozeb 640g trên ký, còn lại là thành phần phụ gia 320g trên ký. Với thành phần Metalaxim thì Ridomingol có công dụng nội hấp cực mạnh. Và thứ hai nữa là thành phần Mancozeb, thì Ridomingol có thành phần Mancozeb thì giúp cho mức độ bao phủ và bảo vệ cây trồng rất là tốt. Thì Ridomingol trên thị trường là do công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam sản xuất và do công ty cổ phần VFC phân phối. Thì hiện tại Ridomingol đang có hai kích thước, là kích thước 100g là gói 100g với quy cách là như vậy, và kích thước là gói 1kg. Thì hiện tại các chị có thể thấy là này là quy cách là gói 100g. Ridomingol có tác dụng là phòng và trừ bệnh trên nhiều dòng cây trồng khác nhau và nhiều dòng bệnh. Thì các anh chị có thể thấy ở phần sau thì ta có cái hướng dẫn sử dụng. Thì Ridomingol trị được cái những bệnh xương mai, tháng tư, rết sọc miệng cạo, chết cây con, chết nhanh, đốm lá. Và cái liều lượng sử dụng trên Ridomingol này là một gói 100g pha được 2 bình 16 lít. Thì các anh chị phun ướt đều cây. Đấy. Và ngoài ra Ridomingol còn trừ được những cái bệnh, ví dụ như là vàng lá thối rễ trên họ cam quýt, thối rễ trên cây tiêu. Đấy, thì những cái bệnh này thì rất là nguy hại trên cây trồng, thì Ridomingol đều có khả năng trừ và phòng bệnh trên những cái dòng bệnh đó. Đây, các anh thể anh chị có thể nhìn kỹ về bao bì cũng như là kích thước đây. Rồi, cảm ơn các chị và các bạn đã xem.